Thủ tục tách sổ đỏ, những điều cần phải biết để không bị lừa đảo mất tiền, cập nhật theo quy định mới nhất. Nếu như sổ đỏ nhà bạn có nhu cầu là tặng cho một phần sang tên đời chủ làm di chúc, làm thừa kế, hay là chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất ở lên đất thổ cư, hoặc là bạn bán một phần tài sản, thì cái cách bạn tách sổ đỏ như thế nào để đảm bảo quyền lợi và chi phí cũng như là thời gian ngắn nhất, thì hôm nay Hiển sẽ làm clip này chia sẻ cho mọi người cái cách mà tách sổ đỏ với cái chi phí thấp nhất và làm nhanh nhất, dễ nhất. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được kênh này, lần đầu tiên bạn xem video này, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông để khi lần tới mình ra video, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những nội dung và thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Với cái điều kiện mà chúng ta có thể được tách cái cuốn sổ đỏ là gì? Cái đầu tiên là chúng ta phải có cuốn sổ đỏ. Chúng ta phải có cái sổ đỏ, nó mới là cái pháp lý và thể hiện chúng ta là cái chủ sở hữu của cái tài sản đó, thì chúng ta mới được tách. Và nếu như trên cái trang một, cái mặt trước của cuốn sổ đỏ, nếu như mà là hộ gia đình thì tất cả những thành viên có tên trong gia đình đó phải ký tên lăn tay ấy, thì cái hồ sơ đó mới làm và mới hợp lệ được. Còn bình thường mà nếu như trên cái cuốn sổ đỏ mà chỉ có tên là ông hoặc bà, hoặc là ông bà hai vợ chồng á, thì cả hai vợ chồng, chỉ cần hai vợ chồng ký tên lăn tay được, thì cái hồ sơ đó chúng ta sẽ được làm và được hợp lệ nhất. Thì bình thường thì khi mà một cuốn sổ đỏ, nó sẽ xảy ra tình trạng là gì? Nếu như chúng ta muốn tách thì nó phải thỏa mãn điều kiện là giống như này, chúng ta có cuốn sổ đỏ này, cái sổ đỏ nó còn hạn sử dụng, mà nếu hết hạn sử dụng thì chúng ta mang cái cuốn sổ đỏ cùng với giá trị tờ tùy thân của chúng ta lên cái bộ phận một cửa phòng tài nguyên môi trường hay văn phòng đăng ký đất đai ở trên huyện, ở trên thị xã, ở trên thành phố nơi cái sổ đó chúng ta tọa lạc, để làm gia hạn thời gian sử dụng sổ đỏ. Gia hạn như thế nào? Thường là đất nông nghiệp thì chúng ta mới cần gia hạn, còn nếu như là mặt đất ở thì nó là sử dụng, là quy hoạch của nó là gì, đất ở lâu dài, giống như ở nông thôn hay ở đô thị ODT ONT thì nó là sử dụng lâu dài, thì chúng ta không cần phải gia hạn. Và cái điều kiện tiếp theo của nó mong muốn là nó phải có là gì, nó không nằm trong quy hoạch thì chúng ta mới tách nha các bạn. Có nhiều người hỏi là nếu như đất nằm trong quy hoạch ấy, thì chúng ta bán nguyên đai nguyên kiện, nguyên cái sổ thì chúng ta sẽ công chứng sang tên và chúng ta sẽ làm được hồ sơ. Còn nếu như chúng ta tách ra, chúng ta chia nhỏ ra, hay chúng ta lên hay làm một bất kỳ một thủ tục pháp lý nào đó thì chúng ta sẽ không làm được. Chúng ta chỉ làm được khi mà chúng ta bán nguyên cái cuốn sổ đỏ cho một ai đó thì chúng ta sẽ bán được trong trường hợp đất bị dính quy hoạch. Còn nếu như mà dính quy hoạch mà người ta triển khai kế hoạch có danh sách đền bù và đã nhận tiền đền bù thì không bao giờ chúng ta làm được điều này nữa. Bởi vì sao? Chúng ta đã được đền bù rồi, chúng ta đã có rồi, thì cái khi đó đất đai không phải là của chúng ta nữa, nên chúng ta không có quyền. Ngoài ra thì chúng ta phải cần là gì? Đất đai này không bị tranh chấp, không bị kiện tụng, không bị kê biên, không bị thi hành án, hay là có rất nhiều vấn đề khác nữa. Và đặc biệt này, cái này chúng ta phải để ý này, nếu những anh em mà làm giấy tờ tay hay là mua giấy tờ tay và vi bằng thì tuyệt đối chúng ta cũng không bao giờ làm được đâu. Bởi vì tại sao người ta phải bán giấy tờ tay, bán vi bằng? Bởi vì nó không đảm bảo về tính pháp lý, thậm chí là đôi khi chủ đất không phải chủ đất, không có sổ đỏ hay là đang bị tranh chấp gì đó, nên người ta mới bán sổ tay và bán giấy tay và bán vi bằng, hay là đồng sở hữu. Một số người là bảo là em mua vi bằng, em mua đồng sở hữu, em mua sổ chung bao nhiêu năm nay rồi, thì bây giờ em có tách được không? Tách được hay không thì chúng ta còn phải phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Nhưng cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề pháp lý, đó là cuốn sổ đỏ. Mà nếu như mà chúng ta mua vi bằng giấy tờ tay hay sổ chung thì có rất nhiều người, tất cả những người đó có tên phải đồng loạt ký tên lăn tay thì hồ sơ nó mới hợp lệ được. Đó là kiện đầu tiên. Và điều kiện thứ hai là gì? Là cái đất đai đó nó phải tiếp xúc tiếp giáp với đường, và diện tích tiếp xúc tối thiểu là cái bề mặt tiếp xúc tối thiểu nó là phải là 4 mét các bạn. Nó phải là 4 mét tiếp xúc tối thiểu, và phải đảm bảo diện tích tiếp xúc tối thiểu và diện tích tối thiểu thì khi đó chúng ta mới tách được. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta tách đất ở đất nông nghiệp bởi vì mình thấy là có rất nhiều người hỏi mình là em có đất nông nghiệp thì em tách ra sao? Đất nông nghiệp là đất gì? Đất nông nghiệp là ngoài cái đất ở đó, và đất thương mại dịch vụ hay là đất mà SKK, SKC và đất phi nông nghiệp ra thì nó là đất nông nghiệp, giống như đất lúa này, đất nông là UC là UK là UN, đất nuôi trồng thủy sản này, đất rừng là sản xuất, hay là đất ao hồ, đất trồng vườn, đất hoa màu, đất trồng cây lâu năm, đất hàng năm khác, vân vân. Có rất nhiều loại đất đó thì chúng ta gọi là đất nông nghiệp. Mà chúng ta mới biết nông nghiệp hay không thì chúng ta thấy cái thời hạn sử dụng của nó đó. Thường là đất nông nghiệp nó có thời hạn sử dụng mà tối đa của nó là 50 năm, còn một số nơi có thể là 20 năm hoặc 30 năm tùy theo cái thời gian và cái quy định của địa phương đó tại cái thời điểm đó là bao nhiêu. Nếu như tách đất nông nghiệp mà nếu như chúng ta ở phường thì chúng ta chỉ cần tách đạt 300 mét thì chúng ta sẽ tách được, hoặc nếu như thị trấn thì là 500 mét, còn nếu như mà ở xã, cấp xã nha, là phải 1.000 mét. Nhưng chúng ta để ý là 1.000 mét có một những nơi thì nó bao gồm là gì? Bao gồm là cái lộ giới là quy hoạch đường hay là quy hoạch bờ kênh cái gì đó. Còn một số nơi là có 1.000 mét, 500 mét hay 300 mét này là chưa cái bao gồm lại lộ giới này. Quy định thì quy định chung,
của bên Bộ Tài nguyên Môi trường, nhưng cái cách áp dụng và triển khai mỗi địa phương, mỗi tỉnh, mỗi huyện là nó khác nhau, chứ không có nơi nào giống nơi nào được. Cùng một tỉnh nhưng mà khác huyện thì quy định nó đã khác nhau rồi. Cái điều này có thể một số anh em bảo tại sao nó lại khác nhau được, thì những anh em nào đi đầu tư mua bán bất động sản, những anh em lại làm hồ sơ làm pháp lý thì chúng ta sẽ hiểu điều này, và chúng ta sẽ biết được là hai huyện khác nhau, hai lô đất cạnh nhau nhưng mà hai huyện khác nhau thì cái tính chất pháp lý và cái điều kiện nó cũng khác nhau, nên không có gì để đảm bảo được. Và chúng ta nhớ là đường có thể là gì, đường ruộng, đường bờ kênh, đường bê tông, đường nhựa, hay là lối đi chung, hay là cái đường gì nào đó, mà tùy theo quy định và tính chất của địa phương đó thì chúng ta sẽ được tách. Và cái thứ ba mà chúng ta cần phải để ý và lưu ý là gì, khi mà chúng ta có nhu cầu tách sổ đỏ thì cái nơi nào mà chúng ta nộp hồ sơ. Thường thì khi mọi người đi làm thủ tục liên quan đất đai, liên quan sổ đỏ thì mọi người đầu tiên mọi người nghĩ trong đầu là địa chính. Địa chính thì thường là địa chính, cán bộ địa chính thì người ta, chúng ta phải hiểu là những người làm ở xã phường, nơi mà sát dân nhất, sát chúng ta nhất ở cấp xã, cấp phường, thì cái đó là gọi là địa chính. Địa chính thì người ta sẽ tiếp nhận hồ sơ và người ta kiểm tra và người ta xem có đất đai mà tranh chấp cái tụng gì hay không. Và những khi mà có bất kỳ vấn đề gì liên quan đất đai thì cái đơn vị địa chính xã phường ấy, là người xử lý đầu tiên, chứ người ta không phải là người đi đo đạc, không phải người làm hồ sơ, không phải là người ký đá giấy tờ. Nên là khi mà chúng ta muốn làm điều này, đầu tiên là cái người mà có tên trên cái sổ đỏ đó, thì chúng ta lên phòng tài nguyên môi trường hay là văn phòng đăng ký đất đai, là bộ phận một cửa ở trên huyện, ở trên thành phố, ở trên thị xã, nơi mà chúng ta tọa lạc là cái cao hơn cấp xã đó, thì chúng ta làm đăng ký là tách sổ đỏ. Khi mà chúng ta làm đăng ký tách sổ đỏ, chúng ta làm hồ sơ thì người ta sẽ đi tới bên lai chúng ta, và người ta sẽ hẹn chúng ta là ngày nào, bao nhiêu ngày người ta xuống người ta kiểm tra đo đạc. Tất nhiên mà để làm được điều này thì cái địa phương của chúng ta là phải cho chúng ta tách thửa, hay là chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hay là cho sang tên đổi chủ thì chúng ta mới làm được. Có một số địa phương có những thời điểm là người ta tạm ngưng, tạm dừng, thì ngay cái thời điểm đó chúng ta sẽ không làm được. Tuy nhiên khi mà chúng ta đăng ký thì khi mà có cái chuyện đó xảy ra hay là người ta cho làm việc đó thì chúng ta nên để ý. Và người ta có ở một số nơi thì một số người ta tốt ấy, thì người ta sẽ gọi, bởi vì trong cái đăng ký của chúng ta, cái biên lai, cái thông tin chúng ta có số điện thoại để lại, thì người ta sẽ gọi chúng ta và người ta sẽ hẹn và đến kiểm tra. Và anh em chúng ta nhớ này, khi chúng ta đi làm thì chúng ta phải có biên nhận nhé, biên nhận để chúng ta biết là chúng ta nộp hồ sơ cái gì và ngày nào và hẹn ngày nào người ta sẽ xuống. Nếu như mà một số người mà đi làm mà không có biên nhận như thế này thì không biết đến khi nào mới tách đâu. Nên có nhiều người bảo là em hẹn rồi, người ta cứ hẹn tới hẹn lui, rồi nào là đơn vị đo đạc nhà nước, là đơn vị đo đạc ở ngoài, mỗi lần người ta xuống thì là em là phải cho người ta, hay là đưa cho người ta 1 triệu 2 triệu 5 triệu, nhưng mà cả năm mấy năm mà người ta không thấy đâu. Hay là nếu như chúng ta làm trực tiếp tại địa chính xã thì địa chính xã sẽ không làm được việc này, mà người ta cũng phải lên huyện thì người ta mới làm được. Thì thay vì làm ở xã nó lâu thì đi trực tiếp lên huyện thì nó sẽ nhanh hơn. Và cái chi phí thì nó sẽ như thế nào, chi phí mà nhiều người không biết thì cứ nghĩ là tách một thửa đất thì nó rất nhiều tiền, nhưng mà cái chuyện mà tách một thửa thì nó rất hết ít tiền, bởi vì nó phải công chứng sang tên hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì nó mới nhiều tiền. Còn bình thường khi chúng ta đi mà đăng ký thì chi phí chúng ta gồm cái gì, chi phí đầu tiên là chi phí chúng ta xuống kiểm tra đo đạc, thì đâu đó dao động từ 300.000 đến 1 triệu đồng tùy theo diện tích của chúng ta là bao nhiêu, tùy theo quy định địa phương và tùy theo chúng ta gần hay chúng ta xa. Và cái thứ hai là cái chi phí mà người ta đo, người ta làm tích lục, người ta đã làm hồ sơ giấy tờ thì đúng đâu đó từ 500 đến 1 triệu đồng. Như vậy là khi mà chúng ta ra được một cái tích lục thì cái tổng tiền mà chi phí mà chúng ta phải chi ra và chúng ta phải trả đúng theo cái biên lai nha. Cái này là có biên lai nha các bạn, có biên lai đóng tiền vào nhà nước đàng hoàng, đóng tiền vào ngân hàng đàng hoàng nha, đóng tiền vào thuế đàng hoàng nha, chứ không phải là dịch vụ nha. Thì nó đâu đó nó dao động từ 2 đến 3 triệu đồng cho một tích lục, cho một thửa đất nha các bạn. Từ 2 đến 3 triệu đồng cho một thửa đất, cho một tích lục nha các bạn. Còn sau khi có tích lục thì chúng ta mới sang tên, chúng ta mới công chứng, chúng ta mới tặng cho, chúng ta mới thừa kế, chúng ta mới chia tài sản hay chúng ta mua bán gì đó, thì cái chuyện đó là chuyển sang một công đoạn khác rồi. Nên mọi người phải phân biệt đó là cái chi phí và cái thuế phí chúng ta phải đóng tại cái bước mà chúng ta tách thửa, mà có một cái tích lục đó. Cái tích lục là tên nó thể hiện đầy đủ các thông tin, giống như chủ đất là ai này, diện tích tách thửa cái lô này bao nhiêu, là ở cái đất ở là bao nhiêu, đất nông nghiệp là bao nhiêu, quy hoạch lộ giới là bao nhiêu này, có hình vẽ hình thù đàng hoàng và có ký tên đóng dấu một tròn, cái tên đóng dấu một tròn ở dưới cái góc này này. Những cái góc này tại vì đây là online nên mình không thể đưa thông tin được, không mình có thông thì không có đưa thông tin để lộ thông tin ra thì nó không hay. Thì dưới góc này có cái mộc và đóng tròn đây, thì khi mà chúng ta đi công chứng thì chúng ta chỉ cần cầm cái sổ đỏ, chúng ta lấy cái sổ đỏ gốc và cái chích lục này đi cùng với giấy tờ tùy thân của cái người mua và người bán, chúng ta đến văn phòng công chứng hay là tư pháp xã phường làm chứng thực, thì chúng ta sẽ đủ điều kiện để chúng ta ra được một cuốn sổ đỏ mới. Có nhiều người đặt câu hỏi là anh ơi, chị ơi,
cái mà khi mà mua công chứng mà trích lục, mua trích lục thì có an toàn hay không, thì mình trả lời là an toàn. An toàn nhưng với điều kiện là gì? Khi bạn đi đặt cọc thì bạn nên đặt cọc ít thôi. Ví dụ bạn mua 500 nên đặt cọc 50 triệu thôi, và bạn hẹn khi nào đã công chứng thì giao hết tiền, nhưng mà tuyệt đối đừng giao hết tiền nha. Chúng ta nên giữ lại một ít tiền để đề phòng trường hợp không mấy trục chắc thì sao, trục chắc chúng ta hết tiền gọi những người ta không ra, nhưng mà chúng ta giữ lại 20, 30, 50 thì đảm bảo lúc đó người ta sẽ ra. Và khi mà chúng ta công chứng được mà chứng thực được mà ký tên đóng dấu phát hành được, có nghĩa là hồ sơ chúng ta hợp lệ và chúng ta cầm bộ hồ sơ đó, tất nhiên là một cuốn sổ đỏ gốc nha, qua bộ phận một cửa nộp hồ sơ, và trong quá trình đó người ta sẽ ra sổ đỏ cho bạn, và khi mà nộp hồ sơ người ta sẽ đưa cho bạn cái biên lai. Từ cái biên lai đó bạn sẽ biết ngày nào có sổ đỏ, và đến khi ngày đến hạn thì chúng ta đến lấy thông báo thuế qua bên ngân hàng, đóng thuế xong chúng ta quay lại bộ phận một cửa, chúng ta nhận cái cuốn sổ đỏ. Nhưng mà khi nhận cuốn sổ đỏ, anh em ở đấy kiểm tra thông tin lên cuốn sổ đỏ này có giống công ty mình hay không nhá, có bị sai là gì không nhá. Nếu như không kiểm tra mà chúng ta mang về thì sau này chúng ta mới quay lại là chúng sẽ phải làm lại cuốn sổ đỏ, đổi cuốn sổ đỏ và chi phí hết rất là nhiều và thời gian lâu. Nhưng tại cái thời điểm mà chúng ta nhận cái cuốn sổ đỏ, chúng ta kiểm tra chúng ta phải nhận sai. Tất nhiên là khi mà đi công chứng nha, anh em phải có một cái bản công chứng chúng ta lưu. Thường thì một số nơi là có thể là 3 bản hoặc 5 bản. Nếu 3 bản thì người mua bản, người bán bản và một bản là chúng ta nộp ở một cửa. Nhưng mà thường thì ít nhất nó phải là 4 bản, bộ phận một cửa nó giữ 2 bản. Còn một số nơi là 5 bản thì là phòng công chứng một bản, người mua một bản, người bán một bản, là phòng người bên môi trường là bộ phận một cửa hai bản, đích ra là 2 bản để cấp. Thì khi đó chúng ta phải kẹp, chúng ta phải cầm cái hồ sơ công chứng này này cùng với cái cuốn sổ đỏ đó và giấy tờ tùy thân để chứng minh cái hồ sơ bị sai cái gì. Từ đó người ta chỉ cần cập nhật một trang 3 hoặc trang 4 thôi, chúng ta cập nhật ngay tại huyện, ngay tại cái chỗ mà người ta trả hồ sơ ấy, thì chúng ta không mất cái tiền gì cả, mà thời gian có thể là trong buổi sáng hôm đó hoặc trong ngày hôm đó hoặc thậm chí hôm sau mà chúng ta lấy được. Cái này là đặc biệt chú ý đối với nhiều anh em đi mua bất động sản lần đầu. Sau khi cầm cuốn sổ đỏ chúng ta cũng chẳng đi kiểm tra, chúng ta phải là trang 1 ra, là trang 2, trang 3, trang 4 ra, thì mình có cái clip đã chia sẻ là cái cuốn sổ đỏ những điều cần biết ấy. Thì anh em có thể tham khảo cái clip đó, thì chúng ta phải biết là trên cái cuốn sổ đỏ chúng ta cần kiểm tra cái gì để đảm bảo là chúng ta không bị lừa đảo, không mất tiền, không mất thời gian. Mất thời gian là mất rất nhiều thứ, bởi vì khi mà chúng ta cần cái gì đó chúng ta mới kiểm tra lại, thì khi đó chúng ta phải vội vã thì chúng ta phải làm dịch vụ. Và cái những cái chi phí mà cái chuyện mà làm sổ đỏ hay là trích lục á, thì đây là chi phí chúng ta đóng cho nhà nước và chúng ta tự đi làm với các bạn. Còn nếu như mà chúng ta phải nhờ dịch vụ môi giới thì nhờ thì người ta phải có tiền xăng, động cơ là chạy bằng cơm đúng không? Thì nó phải có dịch vụ, tùy theo nơi có thể là 5 triệu, 10 triệu. Và chúng ta nên nhớ này, cái thời gian là bao nhiêu. Có nhiều người hỏi là em cũng chẳng biết cái thời gian là bao nhiêu. Cái thời gian thường người ta làm dao động từ 1 đến 3 tháng. Nếu như chúng ta làm bình thường, không cần làm dịch vụ, không cần làm nhanh. Còn nếu như tất nhiên là làm nhanh, làm dịch vụ, bạn biết là tàu nhanh thì nó cái giá nó bị khác, cái tiền dịch vụ khác, cái tiền thuế phí cho đóng nhà nước là cố định như các bạn, nó không thay đổi. Nhưng mà cái dịch vụ làm nhanh thì nó phải khác. Nhanh để đi cấp tốc, đi cấp độ thì nó phải khác, thay vì nó là 3 triệu chi phí và ngoài cái này kia khoảng 3-5 triệu thì bạn chi thêm 50 triệu thì có thể nhanh hơn, nhưng nó cũng chỉ dao động ở đó từ 1 đến 3 tháng hoặc tối đa là 6 tháng. Nên những người nào mà làm tách thửa, tách sổ đỏ mà thời gian nó lâu thì chúng ta phải để ý kỹ lại là xem chúng ta nộp hồ sơ có đúng hay chưa, và chúng ta có biên lai hay không. Và khi chúng ta nộp hồ sơ thì chúng ta cần nộp cái gì? Thứ nhất là sổ đỏ này, thứ hai là giấy tờ tùy thân của chúng ta, và chúng ta đăng ký tại bộ phận một cửa có biên lai, thế là đã đủ hồ sơ. Và trong quá trình người ta xuống nó là kiểm tra hồ sơ thì có những giấy tờ bổ sung người ta sẽ liên hệ được. Và đặc biệt này, khi chúng ta đi làm hồ sơ là nếu như người ta bảo thiếu thì thiếu thì người ta phải trả lời văn bản, không thì người ta phải lật, ví dụ đây là cái hồ sơ lật sao lại mà sao đây, ghi vào đây cái gì thiếu cái gì, anh chị ký tên đóng dấu dùm em ngay. Đây là những cái thứ mà là bằng chứng để sau này có gì nữa người ta không cãi được. Còn nếu như người ta chỉ nói miệng không sao, chúng ta hỏi được không, em có nói vậy đâu, anh nhớ lộn, nhưng thôi anh về kiểm tra hồ sơ lại đi, được có cán bộ xuống kiểm tra. Mà nói câu đấy thì khi nào bạn mới làm được? Đây chính là lý do tại sao mà bạn làm trích lục không được, sổ đỏ nhà bạn làm mãi không xong, hay hồ sơ pháp lý nhà bạn đi đâu làm mãi cũng không có gì làm được. Bởi vì bạn không có bằng chứng, bạn không có giấy tờ, bạn không có cơ sở thì làm sao mà bạn có thể là làm việc người ta được, hay làm những cơ quan, những người mà lớn hơn được. Thường thì những người tiếp nhận hồ sơ và những người sau đó là người ta thụ lý hồ sơ và được kiểm gửi đến những bộ phận cao hơn để người ta xử lý, và cái quy trình xử lý nó cũng phải tốn thời gian. Nhưng mà khi mà chúng ta không có hồ sơ giấy tờ mà chỉ nói miệng thì làm sao mà chúng ta có thể là lấy gì làm bằng chứng. Và ngoài ra thì bây giờ chúng ta có điện thoại, chúng ta có thể quay phim, ghi âm, chụp hình lại, thì đấy cũng là cái bằng chứng mà có thể chúng ta xử lý được. Và cái người mà nói là câu đấy, người ta cũng phải chú ý cẩn thận hơn. Trước đây thì cái chuyện đi làm sổ đỏ và tách thửa này rất khó khăn, nhưng bây giờ thì nó lại dễ hơn, cũng chưa kể là thời gian sắp tới có thể là triển khai online. Nhưng mà tuy nhiên cái chuyện mà triển khai online mà làm rộng khắp cả nước thì cũng chưa biết đến khi nào mới xảy ra được. Cái chuyện nói là mới nói thôi, còn khi mà triển khai được thì nó còn gặp nhiều vấn đề nữa. Và khi mà chúng ta tách thửa như thế đó thì chúng ta tách như thế nào để đảm bảo là chúng ta cái tiền mà chúng ta tách là ít nhất, thời gian là nhanh nhất,
Nếu như mà chúng ta tách để công chứng sang tên chuyển nhượng hay chia tài sản hay làm thừa kế hay làm tặng cho, từ đơn giản thì tách sao thì đi chẳng vậy mà bán. Hoặc là nếu như mà cái đất đai chúng ta mà có thổ cư thì chúng ta chỉ cần đảm bảo diện tích tối thiểu thôi, ở một số nơi có thể là 30m, 36m, 60m, 80m hay 100m, chỉ cần có thổ cư trong đó thôi. Thổ cư có thể là thổ cư cũ hay thổ cư mới, nếu thổ cư cũ thì chúng ta sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Còn đối với một số tỉnh thành thì bây giờ chúng ta chỉ cần có thổ cư thôi, vài mét thổ cư thôi, chúng ta cũng tách ra một thửa. Và sau khi tách xong, chúng ta công chứng sang tên thì chúng ta có thể lên tiếp tục thổ cư được để chúng ta làm được nhà. Thường thì nếu như chúng ta đất nông nghiệp mà chúng ta không có thổ cư thì chúng ta sẽ không xây được nhà, bởi vì nếu như nó là quy hoạch đất nông nghiệp mà nó là đất nông nghiệp thì chỉ được phục vụ mục đích nông nghiệp, mặc dù là ở quy hoạch nó phủ hồng màu đỏ, màu hồng, nhưng mà chúng ta chưa được mục đích lên đất ở, đất thổ cư thì chúng ta sẽ không làm được nhà. Chính vì lý do đó là buộc lòng khi xây nhà chúng ta phải là chuyển đổi mục đích đất ở, đất thổ cư. Nhưng mà làm sao chúng ta biết là cái chi phí và cái thuế phí và cái giá tiền nó là bao nhiêu, thì tiếp theo đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết là chúng ta nên tách cái thửa, mà tách cái sổ đỏ nó như thế nào. Ví dụ chúng ta có một thửa đất là hai mặt tiền gọi là hai mặt tiền hình chữ L, cái này gọi là chữ L là hai cạnh hai bên nó vuông góc nhau, là mặt tiền chữ L. Ví dụ là một mặt là 100m, một mặt là 100m, 100m mặt một mặt là đường nhựa, một mặt là đường đất. Nếu như mà chúng ta không biết cách làm thì thường khi chúng ta đi mà chúng ta làm ở trên văn phòng một bộ phận một cửa, phòng tự nhiên văn trường, văn phòng đất đai thì người ta sẽ tách và người ta lên cả chúng ta thế này, thì tính cái giá tiền thổ cư là theo cái mặt tiền đường nhựa này. Đường nhựa thì thường là nó sẽ cao hơn mà đường đất ấy khoảng là ít nhất là 3 lần. Ví dụ đường đất này là có 300.000 một mét vuông thôi, nhưng mà cái đường nhựa đôi khi nó có thể là 1 triệu hoặc là 1,5 triệu một mét vuông. Chúng ta thấy không? 1 triệu đến 1,5 triệu mét vuông, mà trong khi đường đất nó chỉ có 300.000 một mét vuông thôi. Như vậy trong trường hợp này thì chúng ta nên làm như thế nào? Cái này là chúng ta tự phải biết, chứ còn lên nữa thì không ai có thể tư vấn mà chỉ chúng ta đâu. Thì trong trường hợp này nếu như cái đất đây ở cái xã nhé, xã cho nó dễ đi các bạn. Còn nếu như mà ở phường hay thị trấn thì nó lại diện tích nó nhỏ quá thì nó đơn giản hơn. Bây giờ ở xã đi, xã là 1.000 đúng không các bạn? 1.000 thì bây giờ tôi tách đây là một, đây là có 100m, tôi cần tách đi sâu vào đây là 10m đó. Đây là 1.000 mét vuông, nó đảm bảo là cái này thì một thửa. Cái này là một thửa rồi, một thửa, thửa số 1. Và bây giờ còn lại đây là gì? Nó là còn lại đây là bao nhiêu? 90m nhân với 100 tức là 9.000m. 9.000m thì nó sẽ là thửa số 2. Nhưng mà 9.000m này các bạn ấy là 9.000m này là nó tính với số tiền là có 300.000 đồng một mét vuông thôi. Nhưng mà 1.000m này thì nó tính là 1.500.000. Nên chúng ta không làm cái này mà toàn bộ là 1 hecta này mà người ta tính cái giá tiền là 1 đến 1,5 triệu thì cái số tiền mà chúng ta phải đóng ít nhất là phải cao gấp 5 lần so với tổng số tiền mà đáng lẽ ra chúng ta phải cắt. Và sau khi mà chúng ta tách xong thì chúng ta muốn làm gì đó thì đơn giản chúng ta lại gộp hai thửa này lại và chúng ta tách theo cái ý mà chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ đạt được cái lợi nhuận cao nhất. Cái trường hợp này thường xảy ra là khi nào? Khi chúng ta bán tài sản, chúng ta chia thừa kế, chúng ta làm tặng cho, nhưng mà chúng ta muốn là những cái người tặng cho là có thể xây được nhà, có thể lên được thổ cư mà với cái chi phí và cái giá tiền nó thấp nhất. Đây là đối với trường hợp mà đất hai mặt tiền như mặt hình chữ L. Còn trường hợp mà đất hai mặt tiền mà mặt tiền trước sau thì chúng ta nên làm như thế nào? Nếu hai mặt tiền trước sau thì thường sẽ có một đường lớn và một đường nhỏ. Cái đường lớn hay là cái đường mà đường nhựa, đường bê tông thì nó sẽ cao hơn so với đường nhỏ và nó cao hơn cái đường đất phía sau. Thì trong trường hợp này mình lấy ví dụ là một mặt nó là mặt đường nhựa và một mặt là mặt đường đất đi. Ví dụ đây là cái thửa đất nó có diện tích là một mặt bề ngang nó là 50m, cái chiều dài nó là 100m. Nếu như bình thường chúng ta không biết cách làm thì chúng ta khi ta đi đăng ký, ta tách hay chúng ta lên thổ cư, chúng ta chia tài sản làm tự cho hay là chúng ta bất làm bất kỳ gì, kể cả khi mà chúng ta để cả cái thửa này mà chúng ta đi giao dịch mà thì tính thuế phí người ta sẽ tính theo đường nhựa để được nhiều nhất. Và lý do nhiều nhất thì tại sao mà nhiều nhất thì mình nghĩ chắc ai cũng hiểu rồi. Còn nếu cho trường hợp này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ tách đôi cái thửa đất này ra. Tách như thế nào? Tách làm sao mà để cái đường nhựa này đảm bảo đủ diện tích thôi. Ví dụ trong trường hợp này nó là vẫn là xã nhưng mình làm xã cho nó dễ, 1.000 dễ cho anh em. Còn phường thị trấn thì nó đơn giản rồi. Ở đây xã thì 1.000 thì 50 thì chúng ta cần sâu vào đây khoảng 20 thôi. 20 là cái này là 1.000 mét vuông. Còn cái phần còn lại là bao nhiêu? 80 nhân với 50 là cái này là 4.000 mét vuông. Đấy, các bạn thấy không? Cái này là 4.000 mét vuông. 4.000 này. Còn thửa này bao nhiêu? Thửa này là có bao nhiêu? Có 1.000 thôi. Các bạn thấy chưa? Thửa này có 1.000 thôi. Nếu như thửa này 1.000 mà tính tiền lên thổ cư hay chi phí thuế phí dịch vụ để khi mà chúng ta sang tên đổi chủ hay làm bất kỳ điều gì á thì nó chỉ bị vướng cái này là 1.000 thôi. 1.000 nó cao hơn. Còn khi mà chúng ta mà tính cái này theo đường đất thì thường chi phí và cái giá tiền thổ cư nó thấp, nó chỉ bằng khoảng 20 đến 30%
cái đường nhựa thôi. Và sau khi chúng ta tách như thế này này, chúng ta lên đầu cơ, rồi chúng ta mà sau này chúng ta muốn gộp lại là chúng ta phân lô tách thửa, hay chúng ta làm một cái gì đó lớn hơn chúng ta, thì chúng ta đã gộp lại và chúng ta tách tùy theo ý muốn chúng ta. Ý muốn chúng ta có thể chúng ta tách bao nhiêu là tùy, có thể là lúc này không phải là tách là đây là 20 nữa, mà đây 100 thì chúng ta có thể cứ đôi với cái này ra, chúng ta tách thành nhiều lô này, nhiều lô này, thì khi đó chúng ta bán cái giá trị nó cao hơn, nhưng mà cái chi phí chúng ta là thấp nhất. Tất nhiên để làm điều này thì chúng ta phải có thời gian, thay vì tôi làm một phát thì chúng ta tốn nhiều tiền, bởi vì cái đường nhựa này đôi khi nó là phải 1,5 triệu một mét vuông, còn cái đường đất này thì có 200-300 nghìn thôi. Thì các bạn thấy không, chỉ cần một bước trung gian này, chỉ một bước chúng ta tách ra thôi, chúng ta chỉ tốn đâu đó thời gian mà chúng ta tự đi làm thì khoảng 1-3 tháng, còn nếu chúng ta làm dịch vụ thì có thể 15-30 ngày là xong cái này, nhưng mà chúng ta tốn một tí thời gian 1-3 tháng mà một ít tiền thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tiết kiệm được là bao nhiêu. Như trong trường hợp này chúng ta tiết kiệm được cả 4-5 tỷ đồng, mà 4-5 tỷ đồng là tiền đầu tư, thì các bạn thấy cái điều này nó có đáng hay không? Nếu như anh em xem clip thấy nội dung đến đây hay và ý nghĩa đấy, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông và comment xuống video này để mình có thể chia sẻ với các bạn cái cách mà tách sổ đỏ ra, hay những cái chi phí và cái thuế phí khi chúng ta đóng và chuyển đổi mục đích thổ cư nó là bao nhiêu, vị trí nào và xác định như thế nào, thì anh em hãy comment xuống video này mình sẽ trả lời cho bạn trong cái một comment với những thông tin hay nhất, ý nghĩa nhất và sớm nhất.